Cả nhà ơi, cả nhà có biết tin gì không? Hiện tại Liều Mình Center đang có xu hướng giảm, cho nên là bạn nào mà quan tâm thì liên hệ Liên Ngọc tư vấn cho nha. Như đây thì em mới vừa lên cái em này, đây là 155 màu trắng đỏ nha. Sơn hình giống như là mấy cái họa tiết trong trong game vậy cả nhà. Đây là đỏ nè, trắng đen kết hợp với nhau ha. Cái này nhìn rất là ngầu luôn, rất là phong cách luôn. Bạn nào quan tâm thì liên hệ liền, em Ngọc sẽ tư vấn cụ thể chính xác cho mình. Giống như cái phần dè xe nữa nè. Đó, cả nhà mình thấy không? Sơn kết hợp rất là nhiều chữ nè, đen xen màu rồi họa tiết. Đây ạ. Cái này nếu mình quan sát kỹ sẽ rất là đẹp. Cái đuôi xe cũng vậy nha cả nhà. Đây, cái phần đuôi xe cũng rất là đẹp luôn ha. Đó. Em này hiện tại là em đang có hỗ trợ trả góp. Mình lấy khóa thông minh sẽ là 44 năm, khóa chìa là 43 năm. Liên hệ đặt lịch trước Ngọc giảm 2 triệu, góp trả trước 5 triệu là được ha. Rồi, em có thêm màu này. Màu này em mới lên, màu xanh rê. Màu này thì bên em mới vừa lên cho nên nó hơi lạ mắt. Bạn nào quan tâm thì cứ liên hệ liền cho em, em tư vấn cho nha. Rồi đây là em có tím, tím titan. Ở đây thì nếu mình lấy khóa chìa sẽ là 43 năm, thông minh là 44 năm. Liên hệ đặt lịch trước em có giảm giá. Còn nếu mình góp mà mình có khả năng á, trả trước 40% để lá cà và gốc luôn ha. Rồi, ở đâu là tiếp theo là em có màu này là màu trắng xanh xám. Đây là phiên bản giới hạn. Bản này hiện tại là 44 triệu nha cả nhà. Thì ở đây em có độ xương xương như là bao tay nè, tay thắng, ba ga các nước chống đổ phuộc. Thì những cái phụ kiện này khi em đổ thì đội viên sẽ trả về cho mình ha. Và sẽ cộng thêm bảo hành nè, cũng như là khuyến mại giảm giá 50% nha. Rồi tiếp theo là em có xanh lá. Đây ạ. Rồi xanh ngọc, màu xám vàng, đỏ đen một ít ta. Và đây là em xanh biển. Xanh biển, đây, màu này rất là đẹp luôn. Xanh biển kết hợp với lại đen đỏ. Đó. Em này cực kỳ đẹp và cực kỳ hot luôn nha. Sẵn đây em có luôn cái em này, em giới thiệu luôn. 150. Đây là phiên bản limited giới hạn. Bản này hiện tại Ngọc đang bán với giá là 41 năm. Liên hệ đặt lịch trước em vẫn giảm 2 triệu. Còn nếu mình lấy bản RC nó chỉ có 40 triệu 500 thôi. Tất cả dòng xe ở đây đang giảm giá. Mình quan tâm thì cứ liên hệ liền, em sẽ tư vấn cụ thể chính xác nha. Nhớ là mình có người thân, mình dẫn tới sẽ có tiền nhà phê nha.